Những điều kỳ lạ vẫn xảy ra ở Tam giác quỷ Bermuda. Truyền thuyết về Tam giác quỷ Bermuda được lưu truyền trong nhiều thập kỷ, khi có hơn 50 tàu và 20 máy bay biến mất bí ẩn ở khu vực này. Khu vực được gọi là Tam giác quỷ Bermuda nằm ở phía tây bắc Đại Tây Dương. Ba điểm của Tam giác quỷ này hướng tới Miami, Bermuda và Puerto Rico. Hơn 50 tàu và 20 máy bay đã biến mất ở khu vực này. Nổi cộng nhất là vụ mất tích bí ẩn của chuyến bay 19. Chuyến bay 19 là tên nhiệm vụ của một nhóm năm máy bay ném ngư lôi của Hải quân Mỹ. Cùng lúc cả năm máy bay biến mất một cách bí ẩn khi bay qua tam giác quỷ Bermuda vào năm 1945. Phần còn lại của những chiếc máy bay ném bom chưa bao giờ được tìm thấy, và lý do khiến chúng biến mất vẫn còn là một bí ẩn trong nhiều năm. Gần đây, nhà sử học David O'Keefe người Canada đã tham gia một nhóm đến khu vực này để tìm kiếm một chiếc máy bay bị bắn rơi trong Thế chiến 2 cho bộ phim tài liệu truyền hình mới về tam giác quỷ Bermuda vào vùng nước bị nguyền rùa. Những điều kỳ lạ vẫn xảy ra. Ông O'Keefe cho biết, theo như dữ liệu cho thấy, các vụ chìm tàu và mất máy bay vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, giờ đây chúng tôi đã hiểu rõ hơn về khu vực này. Chủ nghĩa giật gân dường như đã lăng xuống, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Một giả thuyết cho rằng, khu vực này chứng kiến những cơn bão dữ dội xâm nhập từ nhiều hướng. Điều này có thể tạo ra những con sóng dữ, mà một số người tin rằng có thể lên tới hơn 30 mét. Hiện nay, mảnh vỡ của chuyến bay 19 đã được tìm thấy trong khu vực trong khi bộ phim tài liệu mới đang được quay, ông O'Keefe cùng với một nhóm do nhà sinh vật biển Mike Barnett dẫn đầu đã phát hiện một mảnh vỡ lớn của tàu con thoi Challenger năm 1986 ở một địa điểm gần tam giác. Tàu con thoi Challenger của Mỹ phát nổ 73 giây sau khi bay. Tất cả 7 người trên tàu đã chết khi con tàu bị vỡ ở độ cao 14.000m trên đại Tây Dương. Ông O'Keefe nói, phát hiện này là một cú sốc. Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng việc theo dõi câu chuyện về chuyến bay 19 sẽ đưa chúng tôi đến khám phá rất quan trọng đối với lịch sử mỹ và chương trình không gian khám phá này chứng tỏ vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn cần được điều tra ngoài khơi bờ biển florida trải dài ra đại tây dương tam giác quỷ bermuda có nguy hiểm không bất chấp những mê tín và câu chuyện xung quanh tam giác quỷ bermuda không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy khu vực này thực sự nguy hiểm mạng an toàn hàng không và lực lượng bảo vệ bờ biển mỹ trong nhiều năm đã chỉ ra rằng một số vụ mất tích có thể được giải thích là do điều kiện bão trong khu vực các vụ mất tích khác vẫn còn là suy đoán nhưng các con tàu có thể không an toàn có nghĩa tam giác quỷ Bermuda không liên quan gì đến những gì đã xảy ra cũng giống như bản chất con người bất cứ khi nào không thể tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi nhất định chúng ta sẽ mở hộp pandora chứa các giả thuyết để xoa dịu cơn đói trí tuệ và sự tò mò của mình ông O'Keefe nói ông O'Keefe cho biết mục đích của bộ phim tài liệu là xác định và đặt tên cho một số trong số hàng trăm địa điểm sát tàu ở tam giác quỷ Bermuda và để yên lòng một số gia đình đã mất người thân mà không hiểu tại sao